quảng bá tà dâm, thọ ác báo. Năm 2004, có một phụ nữ trẻ ở Thiên Tân gọi điện cho Lưu cư sĩ, khóc lóc này xin gặp tôi, kể là bà bị bệnh tiểu đường đến thời kỳ cuối, thận hoàn toàn mất công năng, sinh hoạt không tự lo được. Bác sĩ nói là bà chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa thôi, nhưng hiện tại đã 1 tháng trôi qua rồi. Bà thương con, chỉ mới 6-7 tuổi và nói là mình không thể chết, cầu xin tôi cứu bà. Bà kể đã xem sách Báo ứng hiện đời rồi, giờ xin tôi hãy giảng nhân quả cho bà nghe. Tôi hỏi, bà tin Phật chứ? Bà đáp, dạ tin. Bà đã tin Phật, vì sao còn làm chuyện xấu? Bà nói, mình không có làm chuyện gì xấu cả. Tôi không khách sáo, gằn mạnh, nếu bà không muốn chết thì phải sám hối ngay những hành vi xấu thuộc về sát đạo dâm vọng. Hằng ngày bà phải kiên trì quỳ trước Phật tụng kinh Địa Tạng, sức có thể tụng bao nhiêu thì tụng bấy nhiêu, tâm phải thật chí thành thì mai ra có hy vọng sống. Ba ngày sau, tôi nhận điện thoại của bà, kể là mình tụng kinh đã 3 ngày, nhưng bệnh vẫn không chuyển tốt, và bà khẩn khoản mời tôi hãy đến nhà bà một chuyến. Khi tôi tới nhà bà, thấy rất đông người đang tụ tập đợi sẵn tại đó. Có một phụ nữ bị bệnh khoảng 34-35 tuổi đang ngồi trên giường. Tôi hỏi bệnh nhân, là bà gọi điện cho tôi phải không? Bà gật đầu. Tôi hỏi, con bà đâu? Bà chỉ vào một đứa bé đang chơi trong nhà. Tôi nói, bà xem, con bà là bé trai khôi ngô biết bao, nhưng có phải cháu thường hay đau bụng? Bà kinh ngạc gật đầu xác nhận, còn nói cho nó uống thuốc gì cũng không lành. Tôi bảo, nếu bệnh bà lành thì bệnh con bà mới lành. Bà hỏi vì sao mình bị chứng tiểu đường. Tôi đáp, do bà sống tâm không lành, hành vi thủ đoạn độc ác, vật gì cũng dám giết ăn, bà còn ăn sống cả những con vật còn nhỏ, có đúng không? Bà gật đầu nói đúng. Tôi bảo, thế thì bao nhiêu sinh mạng đang sống mà bị bà làm thịt ăn, tính luôn những loài bị bà nuốt sống nữa. Hiện nay bà bị bệnh, cảm giác sợ chết như thế nào, thì số loài vật từng bị bà giết ăn đó, chúng há chẳng biết sợ chết hay sao? Tôi giải thích tiếp, bà nói mình không làm việc gì xấu, vậy bà có biết chăng, những loài vật này cũng có cha mẹ, có con cái. Bà đã minh bạch chưa? Bà bị bệnh là do mình tự làm tự thọ, nghĩa là rất xứng đáng với nhân ác đã gieo. Có thể do tôi nói năng quá cứng cỏi đanh thép khiến bà khó tiếp thu, cho nên bà không trả lời. Tôi cũng không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu gặp mặt đã muốn giáo huấn bà thật nghiêm. Có lẽ do bà tạo ác quá nhiều. Tôi hỏi, có phải quan hệ giữa bà và mẹ chồng rất xấu? Bà kinh ngạc gật đầu. Tôi lại gằn mạnh từng lời, nghiêm nghị hỏi, bản thân bà không những chẳng có hiếu với cha mẹ chồng, mà ngay cả cha mẹ ruột cũng bất hiếu luôn. Có phải bà thường hay cự cãi, đánh cả cha mẹ mấy năm rồi mà bà cũng không về thăm song thân? Bà khóc. Thế là tôi giảng về ân đức thâm trọng khó đáp đền của cha mẹ cho bà nghe, rồi nhắc nhở, chỉ một lỗi này thôi cũng đủ bị trời đất trừng phạt rồi. Lúc này thì chồng bà về tới, đó là một nam nhân tướng mạo rất tuấn tú. Tôi mời ông ngồi và hỏi, ông có muốn vợ mình được lành bệnh chăng? Ông nói, đương nhiên là muốn rồi. Tôi lại hỏi, hai vị làm việc liên quan đến ngành nào? Bà đáp, chúng tôi không làm công xưởng chi, chỉ mở tiểu điếm để mưu sinh. Tôi hỏi, vậy trong tiệm buôn bà bán thứ gì? Dạ, bán đủ các loại như thuốc hút, rượu, muối, các thứ tạp hóa linh tinh. Tôi hỏi tiếp, có bán sách chăng? Bà đáp, có bán một ít sách cho các em nhỏ. Tôi cao giọng và nghiêm khắc nói, sao không kể còn có cả sách tình dục và băng đĩa đồi trụy nữa? Hai vợ chồng đều sững sờ,
mặt đơ ra như pho tượng, chẳng nói được gì. Tôi bảo: các vị có biết hay không, mỗi một cuốn sách tình dục hoặc một băng đĩa đen sẽ hại biết bao gia đình và con người không hả? Có thể sẽ có nhiều người sau khi xem sách khiêu dâm đĩa đen này rồi thì họ sẽ bị ảnh hưởng, biến thành kẻ lưu manh, sống đời buông thả, tà gian cưỡng hiếp, thậm chí còn rơi vào đồng tính và sinh thói tật hung dữ giết người, xem thường mạng sống đồng loại. Do vậy mà hai vị tạo tội rất lớn, có nhận ra chưa hả? Bà bị chứng tiểu đường sắp chết đây chỉ là lãnh báo nhẹ, còn báo nặng là sau khi chết rồi, bà sẽ lập tức vào địa ngục vô gián thọ khổ, trăm ngàn vạn kiếp khó thoát ra. Giờ các vị đã nhận ra những tội ác mình phạm phải hay chưa? Tôi quay sang bảo chồng bà: ông không nên cho rằng chỉ có vợ ông bị trả báo mà thôi. Nếu như bà chết rồi thì sau đó sẽ đến được ông. Ông là chủ gia đình, tất phải gánh vác trách nhiệm trước tiên. Không nhất thiết là ông cũng bị chứng tiểu đường, mà có thể là sẽ bị bệnh. Tuy khó chết nhưng không trị lành được. Nhờ đời trước ông từng là đệ tử Phật, đã tạo nhiều việc thiện, cho nên đời này mới có được dung mạo tuấn tú, tướng hảo như vậy. Con ông do có thiện duyên với ông mà đến, tương lai nó rất có tiền đồ. Nhưng nếu như cứ sát sinh ăn thịt thì bệnh ông sẽ chẳng thể nào lành được. Bây giờ nếu hai vị không thể phát lộ, thốt lời chân thành ăn năn sám hối, thể cải tà quy chánh, thì xem như tôi đã nói uổng công. Bây giờ muốn đời mình thế nào là do các vị tự quyết định thôi. Hai vợ chồng rất kinh sợ, đồng cầu xin tôi chỉ cho họ con đường sống. Tôi bảo ông chồng: sau khi tôi đi rồi thì hãy mau mau đem các sách đĩa đồi trụy ra đốt sạch hết. Nếu còn lưu giữ dù chỉ một trang thì vợ ông ắt phải vong mạng. Toàn bộ văn hóa đồi trụy khiêu dâm bạo lực đều phải hủy. Từ nay về sau phải ăn chay triệt để, hằng ngày phải quỳ tụng kinh niệm Phật. Sau khi bệnh lành rồi cũng không được giải đãi, nếu biến lười thì sẽ gặp khổ báo. Bốn điều thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm là thuốc cực kỳ hay trị bệnh cho vợ ông, cần nên học thuộc. Hằng ngày phải tranh thủ lúc rảnh lo học thuộc và tụng mấy biến, y theo đó mà tu trì, lợi ích sau này hai vị sẽ thấy. Còn phải đem công đức có được hồi hướng cho những chúng sinh mình từng giết, ăn qua và phóng sinh tinh kinh. Đừng sợ tốn tiền, phải chân thành sám hối, siêng làm việc lợi ích cho chúng sanh. Nếu chịu tu sửa, làm ăn chánh đáng thì sẽ phát đạt. Từ nay trở đi, hai người phải sám hối tội bất hiếu với cha mẹ và thành tâm sửa đổi. Phải đồng quỳ trước Phật tụng 100 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho phụ mẫu đôi bên. Nếu có điều kiện thì ấn tống kinh Đại Thừa để kết thiện duyên, ắt có thể diệt trừ tội nghiệp đã tạo. Bà ngay đó bày tỏ nỗi niềm ăn năn hối cải thống thiết. Còn ông chồng lật đật đi thiêu hủy hết sách đĩa đồi trụy. Họ phát nguyện từ nay đoạn sát, ăn chay, trì giới, niệm Phật, thành tâm sám hối tội lỗi, xin dùng công đức tu sửa niệm Phật này hồi hướng cho chúng sanh. Trưa đó chúng tôi dùng cơm nơi nhà lưu cư sĩ. Buổi chiều lúc đến gặp bà nọ, mọi người hoan hỷ khi thấy khí sắc và trạng thái tinh thần của bà hoàn toàn thay đổi, giống như một người khang kiện, ai cũng vỗ tay khen. Một tuần sau bà đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kinh ngạc bảo thận bà đã hồi phục công năng. Một năm sau tôi có trò chuyện với bà qua điện thoại. Bà nói hiện nay mình sống rất tốt, hơn nữa gặp ai cũng luôn tuyên dương ca ngợi, chính Phật Pháp đã cứu bà. Hy vọng câu chuyện này sẽ giúp nhiều người tỉnh giác cải tà quy chánh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình bà được khang kiện, hạnh phúc, tu hành, tinh tấn. Mọi người xem, chỉ là một tiệm nhỏ, buôn bán dâm thư đĩa đen, tuy họ chỉ là một mắt xích trong đường dây tuyên truyền văn hóa đồi trụy, nhưng cũng chiêu lấy quả báo mắc chứng bệnh hiểm nghèo suýt chết. Từ bằng chứng này mà suy, có thể đoán biết được hậu quả của các tác giả đạo diễn chuyên đầu tư biên soạn các loại phim sách bạo lực, gợi dục, khiêu dâm nhằm tuyên truyền quảng bá văn hóa đồi trụy. Lại có những người xưng mình là nhà nghiên cứu, đại học giả, thành phần trí thức,
nhưng luôn mồm tuyên bố chơi gái là vô tội, loạn luân là hữu lý. Và việc truyền bá các phim ảnh khiêu dâm, đồ chơi tình dục, đĩa sách là không có lỗi. Vậy thì kết cục của họ sẽ như thế nào đây? Đây chính là lý do vì sao Sám Văn khuyên chúng ta tuyệt chẳng nên hành ác, dạy người hành ác hoặc khen ngợi thập ác. Tôi chỉ kể câu chuyện liên quan đến phạm tà dâm là một lỗi trong thập ác. Nhưng từ đây, quý vị hãy dùng trí mà suy ra, thì sẽ biết phạm những ác hạnh khác cũng sẽ gánh lấy hậu quả tương đương như vậy. Ha ha ha, 问什么的说